Chào tất cả các bạn, mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Buổi trưa ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với mình. Người dân vừa mới mang về cho mình một dề kèn. Thực sự là hơi tiếc vì là nó không được nhiều thân tơ, nhưng mà cái dề này rất là đều, cây rất là tím, khỏe. Đây quả đây các bạn, quả thì quá tuyệt vời luôn. 5 thân nha các bạn nhé. Đây, đang mọc mầm hoa hết rồi. Đây, rất là đỏ, rất là tím, rất là đẹp. Thật sự các bạn rất là hiếm gặp. Anh em là có nhu cầu sưu tầm thì mình có thể chuyển nhượng cho các bạn. Số điện thoại của mình là 0987829002. Dề như này là 2 triệu đồng. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy, quá là đẹp. Thân rất là hợp lý. Đúng như cái thân này của mình luôn. Khu vực này quá tuyệt vời. Đây cây mẫu của mình nhé các bạn nhé. Đấy. Những năm trước mình lấy khu vực này không phải là dễ dàng gì mà có thể lấy được những cái rễ kèn như thế này. Đòi hỏi trèo những cái cây rất là cao. Người dân cũng rất là vất vả để lấy được. Nhưng thực ra công sức của họ bây giờ bỏ ra cũng xứng đáng thôi các bạn. Một rễ như thế này, ăn may gặp được một rễ như thế này là người ta cũng đã có tiền để có thể trang trải cho những dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Và mình cũng có duyên và sưu tầm được. Mình cũng chia sẻ cho các bạn. Anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ với mình. Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Rất cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.